Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda City sản xuất năm 2019, màu xanh Carbonshine, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn này. Tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp này, dàn lốp thì còn rất là dày, là giang đúc mặt phay rất đẹp luôn bạn nhá. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 410 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 màu xanh Carbonshine này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Rất là đẹp luôn, nhìn về cái phần sườn bên lái này, nước sơn zin còn theo xe rất là nhiều này, phần sườn bên phụ này cũng rất là đẹp này, kể cả phần sau, phần ba là sốc, từ những cái cụm đèn hậu này, chữ logo đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và nhé. Xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này. Phiên bản 1.5 CVT chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu chạy trong đô thị 7,97 lít, nếu ngoài đô thị chỉ có 5,01 lít thôi. Rất là tiết kiệm bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top này. Và đây là toàn bộ về phần nội thất này. Đấy, rất đẹp luôn này. Nội thất ghế nỉ còn nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy, ghế nỉ nguyên bản này, trần nỉ cũng còn nguyên bản này, chưa có bọc gì cả. Xe cũng đã được lắp màn hình ZTEC rất là to, camera lùi, cảm biến lùi, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này. Đấy, nội thất thì rất đẹp rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đâu. Xe rất mới các bạn nhé. Những chiếc xe mà còn giữ nguyên bản ghế nỉ như thế này là rất ít các bạn nhé. Đa số là người ta dùng cái nỉ này nó nát rồi, người ta phải bọc ra. Còn cái này là còn nguyên nỉ này. Đấy, và lót sàn 5D này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, và phần trần này rất đẹp luôn bạn nhé. Nỉ trần còn nguyên bản và rất đẹp này. Cốp sau này, từ keo chỉ cốp sau này các thứ là còn nguyên zin luôn đấy nhá, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, những cái phần nỉ sau này đều đẹp, đều mới luôn các bạn nhá. Lốp sơ cua còn rất đẹp luôn này. Đấy, đằng sau này cũng chưa có bị đâm va gì đâu, không có bị đâm, không có bị va, không tai nạn gì cả các bạn nhá. Đấy, những phần sườn này, một chiếc xe 2019 chỉ 410 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhá. Phiên bản 1.5 CVT, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi, táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh, đấy, đều rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ này. Đấy, động cơ của chiếc xe từ ốc cabo, keo chỉ cabo này là đều nguyên zin hết các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu này. Đấy, đều rất đẹp này. Máy móc còn nguyên zin, nguyên từ những ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này, đều nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, về phần động cơ, nguyên zin rồi các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2019 này là một cái khối động cơ iVTEC 1.5 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số CVT. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City 2019 phiên bản 1.5 CVT các bạn nhé, màu xanh Carbonshine. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây.
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.